Đây, hôm trước các bác nào có hỏi một em Nokia vàng hồng hoặc là màu vàng, tầm mức giá nó nhẹ nhẹ một chút, ok ạ. Hôm nay em có nhẹ, các bác có thể đấu giá nhé. Nhẹ thì báo cáo bác là nếu như hàng zin, hàng chất thì đa số nó toàn 20, 23 chục thôi. Bây giờ những con nó đẹp như này thì nó phải có tiền chục trở lên chứ không bao giờ có rẻ bác ạ. Nếu mà các bác mua những con mà nó tầm khoảng độ dưới 10 triệu, báo cáo bác là nó xấu lắm, nó không được đẹp, hoặc là bị tuốt, hoặc là nó bị tuốt rồi các bác. Những con này thì báo cáo bác đây, con nào hầu còn zin hết này, nhưng bác hầu như là không có vết bị mòn hay bị bạc gì cả, như gần này nó đẹp xuất sắc như này. Chứ bây giờ các bác bảo cứ muốn nó ngon bổ rẻ thì chắc là khó lắm, ngon bổ rẻ thì hơi khó, nói thật luôn. Ngon bổ rẻ thì chắc chắn là vẫn có, nhưng mà chỉ có những con là, một là vỏ người ta độ, hai là thay vỏ, người ta thay vỏ chứ không chuyển độ, dòng này không phải độ, thay vỏ, mà là nó có vấn đề về sửa chữa thì nó sẽ có, thì tầm 5 7 triệu. Chứ các bác đã nhìn thấy một thời gian trước nó những con như thế này, nhiều con nó xấu hơn. Bây giờ là các bác còn được hưởng những cái mức giá nó quá ưu đãi, quá nhẹ nhàng. À, con này em chưa lắp pin nhé, để em lắp pin luôn cho bác này. Này, lắp pin cho bác kiểm tra máy luôn. Cho các bác kiểm tra máy luôn. Đấy. Kiểm tra máy luôn cho em đi, lúc em mở cho bác kiểm tra máy, ok chưa? Máy có đẹp xuất sắc như này chưa? Đấy. Này, lắp pin này. Mỗi con máy này được tặng thêm một quả pin theo bác nhé. Được tặng theo cho bác một quả pin đi theo. Đấy. Rồi, em khởi động này. Nokia đi. Loa to rồi. Ok. Năm này quá phê cho bác, ok chưa? Tôi cứ giờ đặt thì cứ để thế thôi. Còn những cái đặt theo mà. Sau này các bác cài sau. Đẹp phê chưa? Có phê không bác? Con này là màu cà phê. Con này màu cà phê. Thân vỏ bạc mạ vàng. Mạ vàng luôn. Là zin hết theo máy luôn. Màu cà phê. Đấy. Các bác có thể nhắn tin vào Zalo số này nhé. Zalo đấu giá hoặc trả giá. Nói tóm lại là giao dịch qua Zalo cho nó thoải mái. Chứ còn những phần giá này họ, các bác có thể đấu giá, bác có thể bình luận ở trong bài của em tham gia đấu giá. Những con này tại cửa hàng của em đang là 16 triệu đấy, các bác có thể tham gia đấu giá rủ hoặc hai ba bốn người đấu giá, em cho các bác đấu từ giá từ 0 đồng, đấu giá trên YouTube cũng được mà đấu giá trên Facebook cũng được, các bác thích cái đấu giá đâu thì các bác cả bình luận nhắn tin vào đây, em Tuấn sẽ tổ chức phi đấu giá. Ôi, do tình trạng cái máy này hơi bị nóng rồi, camera cảm giác có bị giật vậy. Camera em cảm giác đang bị giật rồi. Để em chút nhé, em tạm dừng nữa. Đấy, do máy nó vừa nóng và em giới thiệu tiếp cho bác nha. Đây là con Nokia 8800. Đấy, mọi nhìn này, có đẹp xuất sắc luôn. Đẹp không có chỗ nào để chê đâu. Sao thăng 06 thăng. Con này một cà phê series của nó đấy. Đẹp như này còn nghĩ gì bác? Bác nào muốn những tầm giá dưới 10 triệu cũng có, nhưng mà dưới 10 triệu thì khẳng định là nó sẽ không được đẹp, hoặc là nó sẽ bị tuốt làm lại. Chứ còn đây những dòng là zin hết cho bác nhá, bao zin chất. À, dòng này thì có tặng bao da cho bác nhé, tặng bao da cho bác này, bao da và một quả pin kèm theo luôn, bao da và một quả pin kèm theo, bao da sạc pin kèm theo luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn, giá thì em báo đây rồi, có nhu cầu thì liên hệ với em. Còn đây, các bác có gì thì cứ điện thẳng vào Zalo số này, Zalo giao dịch hoặc nhắn tin gọi số này cho em nhé, 0911 169 961 đấy, giao dịch. Rồi em Tuấn hẹn các bác clip sau. Một con máy tắt nhé, tắt này. Đấy, con này là con 6300, 6300 Nokia 6300. Em lấy về cái lô này thì có được mấy con nó tập cỏ cỏ này, thanh lý nốt cho các bác nhé. 6300 màu vàng. Thì bây giờ sao em gọi này. Em gọi này. Em đang gọi này. Đấy. Đây là cái sim em bán hàng hôm nay em đang lắp trong này. Nghe chưa bác? Sim số em tôi bán hàng đấy.
Ok chưa? Về các bác vệ sinh loa đi nhá. Em nghe thì loa hơi bé. Vệ sinh loa đi. Ok chưa? Tắt này. Tắt luôn. Hết. Ok chưa? Về các bác vệ sinh loa nhá. Để cho bác mấy mấy trăm k. Đấy Nokia thật 6.300. Em chả biết là nó như thế nào bây giờ sao này. Thăng này, 06 thăng này. Đây, series email của nó đây bác. Cái màn này nó hơi có một cái vết ố ố một tí. Có phải vết không? Không phải bác ạ. Đây là hình con Pikachu. Em cứ tưởng do màn bị. Đây series của nó đây bác nhìn nhá, series của nó đây. Series của em nó nhìn đây. Còn em vào em thay cái ảnh khác cho các bác nhìn thì nó sẽ hình như nó hơi hơi ố đấy, có vết hơi ố thì phải chứ không phải Pikachu đâu bác. Em chả biết là ố hay hình nền, để em vào em thay cái ảnh hình nền đi cái nhá. Thay cái ảnh hình nền đi cái thì nó sẽ khác ngay đúng không? Em cảm giác nó có vết ố thật bác ạ, nó vết ố bác nhá. Nó hơi có một tí ố nhá, chấm chấm. Đây này. Hơi có tí chấm chấm. Đấy. Gọi bình thường. Giờ em mở nốt nắp ra để em tắt tắt pin tắt nguồn cho bác nhé. Này. Tắt nguồn đi cho bác, em mở pin nhé. Mở pin cho bác này. Nokia này. Đây, máy ở trong đây bác. Máy trong đây. Nokia 6300. Đấy, bác là tín đồ của nó thì về vệ sinh cái màn đi, em nhìn thấy màn hơi bị bụi. Đang nào phải vệ sinh màn với loa. Cái loa này ấy, chắc chắn là bị bụi bẩn nhiều quá thì đất nó vào nó bịt loa đi thì cảm giác bác nghe nghe bé. Hôm trước em có hướng dẫn các bác một cách vệ sinh điện thoại đấy. Cái tay nghe điện thoại này này, các bác dùng một cái bàn chải thật nhỏ. Bác dấp cái nước cồn ấy, bác di 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 lại để cho nó thủng cái đầu ra thì nó nghe nó thoáng. Hoặc là có những bác nào mà nghe tự nhiên gọi điện cho người khác mà đầu kia nghe cứ vào phù bé, bác vệ sinh cái đầu mic phía dưới nhé. Phía dưới này, cái đầu mic này lâu ngày mới đúc túi quần nó bẩn. Đấy, thế thôi. Để em cho cái điện cái sim này ra. Sim này sim bán hàng của em mà. Đấy. Sim bán hàng của em. Đấy, bác nào lấy em Tuấn để thanh lý cho bác 800k. À, 800k. Đấy. Nokia 800k bác nha. 800k đây, em nó đây. Đấy, 800k. Ok chưa? 800k, bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn.